Kính bạch sư cho con hỏi về việc Đức Phật khi sinh ra đã bước đi 7 bước và câu nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Nhưng điều con thắc mắc là khi Ngài bước đi đều có hoa sen hiện ra nâng gót chân Ngài. Điều này có thật không ạ? Và ta phải hiểu nó như thế nào? Xin tri ân sư đã giải đáp thắc mắc. Về câu hỏi này thì xin mời Đại Đức Tuệ Tường. Kính thưa Đại Đức, Thành Tuệ, kính thưa quý vị. Thì khi bị giải thích vấn đề này nè, đầu tiên chúng ta phải truy nguồn về chánh tạng. Có nghĩa là khi mà nói một vấn đề gì á, phải lấy chánh tạng làm gốc chứ các bạn đã, thưa quý vị. Phải lấy bắt buộc, cái gì cũng vậy. Phải lấy chánh tạng làm gốc. Bởi vì sao? Bởi vì trong tinh thần của bài kinh Đại Bát Niết Bàn, thì Ngài Nanda có hỏi Đức Thế Tôn rất là rõ, bạch Ngài sau khi mà Thế Tôn mà dịch độ rồi đó, thì chúng con biết nương tựa ai đây? Thì Đức Phật Ngài nói hãy lấy pháp và luật đó làm thầy đó. Cho nên là khi một vấn đề mà liên quan đến những cái sự kiện đó, như như kể trên đây nè, thì chúng ta phải truy về chánh tạng trước cái đã, rồi sau đó rồi mới đến là coi trong chú giải chính thống nha, thì giải thích thế nào. Thì xưa quý vị, là trong bài kinh Trung Bộ số 123 là bài kinh vị tằng hữu hy hữu vị hy hữu pháp đó, thì có cái đoạn mà mô tả nói về cái sự kiện mà Bồ Tát á, khi sinh ra bước đi 7 bước á, và cất lên câu nói mà thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn á, là chánh tạng trong chánh tạng á, nguyên văn nha, xin nói nguyên văn là như vậy đó, xin trích nguyên văn thì cái câu là như vậy. Ngài Nanda mới nói như vậy: con đã nghe được và học được điều này từ miệng Thế Tôn. Nghĩa là Đức Phật á, Đức Phật đã từng kể với cả cái sự kiện mà Bồ Tát đản sanh ra với Ngài Nanda. Cho nên Ngài Nanda mới nói gì vậy? Ngài Nanda mới nói là con đã được nghe và học được điều này từ miệng Thế Tôn, là ngay sau khi vị Bồ Tát được sinh ra đó, tức là Bồ Tát Gotama mình đó, Bồ Tát Phật Thích Ca, nghĩa là Bồ Tát Thích Ca đó, sinh ra Ngài đã đứng vững chắc bằng hai chân trên nền đất, rồi Ngài bước đi 7 bước mặt hướng về Bắc, và với một chiếc lọng che màu trắng trên đầu, Ngài đã nhìn khắp mọi phương và thốt ra những lời của một người dẫn dắt đầu đàn, là ta là bậc cao nhất trong thế gian, ta là bậc siêu xuất nhất trong thế gian, ta là bậc đứng đầu trong thế gian, đây là lần sinh cuối cùng của ta, từ nay không còn sự tái hiện hữu đối với ta. Con nhớ điều này cũng là một phẩm chất kỳ diệu và tuyệt vời của Đức Thế Tôn. Là cái đoạn này trong chánh tạng nha, chánh tạng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Cái tiếp là cái phần mà gọi là chú giải chính thống. Thì cái phần này là sư trích từ trong cái Đại Phật Sử của Ngài Minggun Sedo, tức là Ngài Tam Tạng đầu tiên của Myanmar, là một bậc học giả lỗi lạc, là Ngài đã viết lên bộ Đại Phật Sử, là một công trình mà Phật học mà gọi là cận đại, mà hầu như chưa có ai mà có thể so sánh được. Thì trong đây thì Ngài mới nói như vậy. Ngài mới nói là cái vế trên đó là có cái những cái điểm đặc biệt đó, cần chú ý như sau. Là khi Bồ Tát bước đi, đó, là Ngài thực sự bước đi trên đất nha. Khi Bồ Tát bước đi, Ngài thực sự bước đi trên đất. Nhưng loài người thì trông thấy Ngài dường như lướt đi trên không. Đó. Là vấn đề thứ nhất. Bồ Tát bước đi với thân tự nhiên không y phục của một đứa bé mới sanh, nhưng đối với loài người thì Ngài bước đi với y phục đầy đủ. Đó là vấn đề thứ hai. Cái thứ ba, vấn đề thứ ba là Bồ Tát bước đi với hình hài của một đứa bé mới sanh, nhưng loài người lại trông thấy Ngài là một thanh niên tuấn tú ở tuổi 16. Đó. Thì những cái điều mà kể ra ở đây là liên quan đến việc mà bước 7 bước và hướng, những cái điều kể trên đó, ở đây liên quan nè. Về việc đó, bước đi 7 bước đó, về hướng Bắc của Bồ Tát á, thì được trích theo chú giải ở trong Bút Tháo Quan Sát, tức là trong Phật Sử, thưa quý vị, và trong Sutta Mahawaggá, tức là trong cái này gọi là trong
bộ đại phẩm của bộ Chataka, tức là tiền thân đó. Ở cái chương mà Quý Chata Mangala của bộ Chi Na Lankara đó, đó là cái tài liệu để chú giải cái nói như vậy, đúng không? Thì ở đây thì sư ngoài tài liệu, ngoài chánh kinh và chú giải chính thống, thì đến lúc này thì chúng ta không có thấy đề cập đến cái vấn đề mà gọi là hoa sen, nhưng mà theo sư nghĩ, sư mở rộng ra, sư mở rộng ra như vậy, có thể sư gọi là có thể là giống như là, tại vì đấy có một cái tình tiết là như vậy, như vậy có một tình tiết là như vậy mà sư nghĩ là có thể là sau này làm cho cái vấn đề hoa sen á, làm cho nó giống như là nó sinh động hơn hay gì đó, có thể là tùy theo cái văn hóa thôi nha. Chính vì cái sự kiện mà trong chú giải có nói là gì, khi Bồ Tát bước đi, ngài thật sự bước đi trên đất, nhưng loài người thì trông thấy như ngài lướt đi trên hư không đó. Tôi nghĩ chính vì là loài người á thấy Bồ Tát á lướt đi trên hư không, cho nên là do cái sự kiện đó có thể là thêm vô cái vấn đề hoa sen này nọ cho nó sinh động này nọ cái gì không đó. Thì ở đây là đưa ra những cái nguồn gọi là trong chánh kinh và trong dạy chính thống cho quý vị, không để cho quý vị tự cho mình câu trả lời. Một lần nữa sẽ nhắc lại, sư cũng không có phán xét là cái việc này là nó đúng hay sai thế nào này đó, đó nha. Đó tùy theo cái niềm tin quý vị nó mức nào, thì quý vị chọn theo cái niềm tin của chánh kinh trong chú giải, hay là cái văn hóa, gọi sẽ gọi là cái văn hóa cái vụ hoa sen á. Hoa sen là cái văn hóa của mộ của ở mỗi dân tộc và mỗi quốc gia sau này thôi. Đã, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Cái này là cái ý kiến cá nhân của sư thôi ha. Là bây giờ nếu mà mình làm cái hình tượng mà đúng như trong chú giải á, thì nó sẽ hơi nghịch, nó hơi nghịch với hình tượng bây giờ. Tức là mình sẽ làm cái hình tượng là Bồ Tát như là một thanh niên 16 tuổi với y phục đàng hoàng, cũng bước đi 7 bước rồi chỉ tay lên trời, tay chỉ dưới đất á, thì người ta sẽ thấy nghịch. Tại hồi xưa giờ mình làm cái hình ảnh Bồ Tát là nhỏ nhìn quen rồi, mà thực sự mà nói nếu mà mình làm nhỏ mình làm cũng không tới. Cái hình ảnh mình làm thì giống như một đứa bé cỡ 7 tuổi chứ không có ra nhỏ. Rồi cái thứ hai á là cái chuyện mà hoa sen mà nâng đỡ chân á, thì thứ nhất là khi mà Bồ Tát vừa hạ sanh thì bắt đầu là vua trời Đế Thích là đỡ thân ngày trước, đỡ trước, rồi sau đó là truyền xuống là vua trời Đế Thích đỡ. Vua trời Đế Thích đỡ xong rồi tới bốn vị chuẩn lưng, bốn tứ đại thiên vương đỡ đó. Rồi khi mà ngài bước đi như thế thì bước đi trên hư không, loài người nhìn thì thấy như là ngài bước đi trên hư không. Nhưng mà bây giờ khi làm tượng á, do sau này mới có vụ làm tượng thôi, chứ hồi xưa làm chỉ có làm tượng, miêu tả nó như thế nào, đâu có thể nào treo cái tượng lơ lửng được. Chính vì lẽ đó cho nên cá nhân sư thôi ha, thì có thể là người ta để cái hoa sen ở dưới để nó tượng trưng và thay thế cho sự kiện là ngài bước mà loài người nhìn như trên hư không. Thì xin tri ân Đại Đức Tuệ Tường đã chia sẻ đầy đủ về các cái tài liệu liên quan. Và chúng ta có một số cái câu hỏi sư rút gọn.